Chiều ngày 20 tháng 10, tại sân bay Nội Bài, đại diện lãnh đạo các ban ngành liên quan của thị xã Từ Sơn đã đón 17 công dân từ thành phố Hồ Chí Minh trở về quê. Trước đó, vào đầu tháng 10, thị xã Từ Sơn đã đón 22 công dân từ thành phố Hồ Chí Minh về quê. Các công dân đã hoàn thành thời gian cách ly trở về gia đình. Đợt này, thị xã tiếp tục tổ chức đón công dân từ thành phố Hồ Chí Minh trở về. 17 công dân về đợt này gồm trẻ em, người có hoàn cảnh khó khăn. Các công dân đều được xét nghiệm COVID-19 trong vòng 72 giờ và có kết quả âm tính trước khi trở về Bắc Ninh. Ngay sau khi làm các thủ tục tại sân bay, các công dân được tổ công tác của thị xã hướng dẫn lên xe ô tô, trở về khu cách ly theo quy định. Quá trình tiếp nhận công dân luôn đảm bảo quy định 5K nhằm tránh lây lan dịch bệnh. Công tác đón công dân của thị xã Từ Sơn về các khu cách ly y tế tập trung được thực hiện nhanh chóng, đảm bảo an toàn theo đúng kế hoạch.